Hello, bữa nay mình đi bãi chiên lại anh em ơi. Hôm nay mình ra dặn lưới mới nè, hai dặn lưới mới mình đẩy anh bẫy lại anh em. Chiều mưa giờ anh em mình ra chiến, giờ có gà nè anh em ơi. Hello, chào anh em nha. Có gà đi rồi anh em ơi. Gà má. Một em gà mái anh em, gà mái không à. Rồi, có thành quả gì quay tiếp anh em xem nha. Anh em ơi. Mới bắt con kia xong con này đâm vô con trống này đâm nữa anh em ơi. Chạy vô mệt quá mệt anh em. Trống anh em ơi. Rồi. Tiếp tục một em nữa nha anh em. Sáng thành quả nhiều mình báo cho anh em biết nha. Rồi, anh em ơi, tiếp tục lên con nữa anh em ơi. Cứ cách 15 20 phút con anh em. Rồi đi đều quá anh em ơi. Rồi tiếp tục một em máy nữa anh em ơi. Rồi, vô giỏ, có gì quay tiếp anh em xem nha. Hello, sáng rồi anh em ơi. Sáng rồi dính chằng nghịch nè anh em. Đang gỡ chằng nghịch. Bãi cho mình mới vừa xả xong luôn anh em. Mình xả xong rồi mình mới ra lưới. Hôm mình đánh cái tay lưới tổng hợp đó, vừa đánh vừa ngủ đó anh em. Chim nó đi cũng kém, không phải kém gì mà không biết nó vô nó có xảy không, chứ mà hôm nay mình ra tay lưới 8 anh em. Bước tay lưới 5 phần để đánh nghịch. Chúc mình gom đồ lên cái quay thành quả cho anh em xem nha, cập cho tình hình chim như thế nào rồi anh em đánh nha. Sáu con gà với hai lịch nè, hai con gà nữa là quan trích. Cái xe đó rồi còn gì cái đường nữa. Cháy cái đường luôn. Đây, con trống con mái nữa nè. Tám gà anh em ơi. Tám gà, năm nghịch, ba trích. Cạo ba thà. Rồi, thành quả nhiêu đó anh em ơi. Bỏ vô về anh em ơi. Chung một bàn đi.
chung gì mình giữ căng. Đâu kích rồi con nồi đâu? Đang kích rồi đó. Kích đó nè. Ủa đâu phải trích hồi xưa ta? Trích này, cái này trích ré không phải trích mộng mà trích cồn á. Trích hồi xưa nó xanh lè. Đó là trích cồn. Trích màu xanh, lông xanh là trích cồn. Bự rồi chứ phải không có đấy. Cái này cũng 3 kg mấy à. Nó lụm luôn, lụm gạo. Chặt quái vậy. Nó về căng. Chụp cọ hai mấy còn nó tẩm rồi. Rồi, kết thúc video. Anh em lại video lần sau. Chúc anh em một ngày mới tốt lành nha. Cái này sao mà xiên dữ vậy nè.